Duy Anh xin mến chào các cô chú bác anh chị em. Đây là phẩm đường muối bột ngọt và mùi và bột bò. Còn đây là thịt bò. Hôm nay Duy Anh sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh, đó là bánh khoai. Ở đây bán bánh khoai rất là chạy, nhất là người Tây. Khi chúng ta khử hành xong thì cho thịt bò, nước và đường vào trước. Chúng ta khuấy đều các hỗn hợp này lên. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Khi chúng ta khuấy đều lên thì nó sẽ có bọt. Sau đó chúng ta hớt bọt đi, rồi bỏ bột bò và gia vị vào. Sau đó ta dặn lửa thật lớn lên để cho nước sôi thật nhiều, rồi ta tắt lửa liền. Sau đó ta đổ tất cả các gia vị còn lại vào trong nồi nhân khoai. Đây là chúng ta công đoạn nấu nhân. Đây là cheese, mình bỏ cheese vào cho nó thơm và nó có độ đặc ở trong nhân khoai. Sau khi quấy đều thì nó đặc lại như thế này. Đây là công đoạn mình dùng chai dầu để xịt các khuôn, để cho khi ta chạy cái da khoai lên, khi lấy ra nó sẽ không có bị dính khuôn. Còn đây là công đoạn mình cán da dưới của khoai. Sau khi cán xong thì mình chải cái lớp da này lên trên khuôn. Chúng ta sửa lại để cho nó ngay ngắn và đều. Sau khi sửa xong xuôi thì mình dùng một cục bột để dập cho cái da này nó dính vào khuôn, cho nó đều ở trong khuôn. Chúng ta không nên dập quá mạnh, bởi dập quá mạnh nó sẽ làm mỏng đi cái da ở phía dưới. Sau khi dập xong thì mình cho nhân vào. Đây là sau khi mình cho nhân xong thì bây giờ mình đã bỏ nhân, những cái nhân khác lên. Ở đây có chi và củ hành, onion. Ở shop mình làm có 6 loại. Đây là curry, còn cái này thì mình chỉ để blend thôi, không có nhân. Đây là mushroom, mỡ nấm. Sau khi các công đoạn đã bỏ nhân xong thì ta có cheese and bacon, onion, mushroom, curry. Đây có bánh cheese và bánh blend. Đây là loại curry mình dùng ở shop. Sau khi tất cả đã hoàn thành xong thì mình dùng một cái bình nước để xịt lên trên cái bề mặt của da khoai.
để cho nó ướt. Đây là da phía trên của bánh pie để mình ấp lên trên, để khi nước hồi nãy mình xịt cho nó thấm ở phía dưới, khi da này mình chải lên thì nó sẽ dính liền với nhau. Và để cho nó dính liền với nhau thì ta dùng một cái cây để lăn những cái gảnh ở giữa hai cái ô bánh với nhau, để cho da trên và da dưới nó dính liền, và để cắt ra những cái phần thừa của cái bánh, để có cái khuôn, để sau đó ta lấy ra những cái da bột mà nó không cần thiết, để cho cái bánh nó không có bị dính với những cái da dư ở bên ngoài. Sau khi ta cán xong thì tới đến là ta quét trứng. Trứng gà ta lấy cả lòng đỏ và lòng trắng luôn. Sau khi quét xong thì chúng ta làm dấu. Mỗi loại đều có một cái cách làm dấu riêng, nhưng ở shop mình quy định theo cái thứ tự của cái âm phát ra. Ví dụ như cheese and bacon thì nó có 4 âm, thì mình làm dấu 4 cái. Còn đây là cheese and bacon. Còn nếu làm dấu 3 cái thì onion. Onion là hành. Nó chỉ làm dấu 3 cái thôi. Còn mushroom. Mushroom thì mình làm dấu 2 cái. Rồi plain thì làm dấu 1 cái. Chỉ còn lại là cái curry và cheese thì mình gắt mè lên để mình làm dấu. Cho nên curry thì 2 dấu, còn plain thì 1 dấu. Thì cứ dựa theo cái âm mà phát ra mà mình làm dấu, để cho cái người mới vô, người ta không có quen, người ta dễ dàng phân biệt cái bánh đó là bánh gì, khỏi cần nhìn nhân ở bên trong, nhìn thấy cái ký hiệu ở bên ngoài thôi. Sau khi mình đã làm dấu quét trứng xong thì lấy ra những cái phần mà dư thừa, để cho cái bánh khi ta nướng nó không có bị dính ở trên mặt. Hy vọng cả nhà xem video và thích. Vậy mình làm cũng khá là sơ sài, không có được professional lắm. Chỉ là làm ghi lại những cái gì mình đang xảy ra trong xung quanh cuộc sống của mình, công việc của mình, để chia sẻ cùng các bạn, để cho các bạn gia đình mình cùng xem những cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, và ở đây mình sống ra sao. Cho nên mình chỉ ghi lại những cái chi tiết này thôi. Còn đây là ổ bánh mì, ở đây gọi là bánh mì Việt Nam hoặc là bánh mì kangaroo. Nó rất là giòn, các bạn nghe thử cái âm thanh nó nha. Giòn mà không bể vỏ. Ổ bánh mì mà có cái nghe cái tiếng giòn của cái da như vậy thì ăn rất là ngon. Đây là công đoạn để dầu nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 240 độ C khi bắt đầu nướng. Nướng khoảng 20 phút. Sau khi nướng thì cái bánh nó dậy lên như thế này, trông rất hấp dẫn phải không cả nhà. Sau khi mình nướng xong thì đem ra để nguội. Sau khi nguội rồi thì mình mới đổ bánh ra khỏi khuôn được. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Duy Anh. Xin chúc cả nhà có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin hẹn lại cả nhà trong những video lần sau. Và anh sẽ tiếp tục ghi lại những cái bánh ở trong shop của mình để giới thiệu đến
chia sẻ đến cho cả nhà cùng xem. Cảm ơn cả nhà nha. Nếu thấy hay xin hãy nhấn like và nhấn subscribe, đăng ký giúp Chi Anh nha. Xin tạm biệt cả nhà.